Chào các bạn học sinh lớp 6. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái bài 5, đó là bài kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng. Cái bài này thì nó tương đối dễ bởi vì chúng ta sẽ được học ở trên trường, thì giáo viên sẽ đem hai cái thiết bị này, đó là cái kính lúp và kính hiển vi đến giới thiệu cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu tạo của nó cũng như cách sử dụng của nó. Nhưng mà cô vẫn quay cái video này mang tính chất là cô sẽ khái quát sơ qua cho em cái cấu tạo và cách sử dụng để chúng ta khỏi bỡ ngỡ khi mà đến trường. Cô định là bài này cô không quay nhưng cô sợ các bạn thắc mắc, cho nên là cô cũng quay luôn, chỉ nói sơ qua về cái cấu tạo và cách sử dụng thôi nha. Như vậy đầu tiên là bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái thiết bị đầu tiên, đó là cái kính lúp và cách sử dụng. Thì cô giới thiệu với các bạn đây, đây chính là cái kính lúp. Chúng ta nhìn thấy đây, đây là cái kính lúp này các em. Đấy. Đấy, đây là cái tay cầm của nó. Rồi. Thì ở cái phần kính lúp này chúng ta thấy về cấu tạo á, thì nó gồm có một cái tay cầm bằng kim loại, hoặc là có loại người ta có thể làm cái tay cầm bằng nhựa. Và cái tay cầm này sẽ được gắn với một cái tấm kính trong dày, đặc biệt là lồi hai mặt. Về cái cách sử dụng của kính lúp này thì để chúng ta quan sát những cái vật tương đối nhỏ mà bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy không có rõ được, ví dụ như là hạt phấn hoặc là nhụy chẳng hạn, thì chúng ta sẽ để, đầu tiên là chúng ta sẽ để hạt phấn ở trên cái một tờ giấy chẳng hạn, sau đó chúng ta sẽ đặt cái mặt kính sát vào cái vật mẫu, sau đó từ từ chúng ta sẽ đưa cái kính lên cao và đưa mức độ từ từ, và chúng ta vừa đưa vừa nhìn vào trong kính để nhìn thấy cái vật mẫu. Khi mà chúng ta nhìn thấy rõ thì chúng ta dừng lại để mà chúng ta quan sát. Như vậy là đó chính là cái cách, cái cấu tạo và cách sử dụng của kính lúp. Bây giờ chúng ta sang cái phần 2. Phần 2 chúng ta tìm hiểu về cái kính hiển vi và cách sử dụng. Thì bây giờ các bạn cũng có thể quan sát cái hình vẽ của kính hiển vi trong sách giáo khoa. Rồi chúng ta có thể quan sát đây là cái hình dạng của cái kính hiển vi. Đấy. Và các cái ký hiệu của nó thì người ta đã ghi cho chúng ta ở hình 5.3 rồi. Như vậy ở phần này chúng ta sẽ gọi tên các cái bộ phận ở phía trên này, cũng nêu cái chức năng của chúng. Rồi chúng ta phải giải thích là trong các bộ phận đó của kính hiển vi thì bộ phận nào là quan trọng nhất và vì sao. Thì đây chúng ta có thể nêu ra này, gọi tên bằng cách chúng ta gọi này rất là dễ dàng này. Số 1 đây là thị kính. Số 2 đó là cái đĩa quay mà có gắn các cái vật kính, thông thường là gắn 3 vật kính đó các em. Tiếp theo đó là đây là các cái vật kính được gắn vào này, số 3 này. Số 4 đó là cái bàn kính. Bàn kính là nơi mà chúng ta sẽ để cái vật mẫu mà chúng ta quan sát, hay còn gọi là cái tiêu bản quan sát lên đây. Số 5 đó chính là cái gương. Cái gương này chính là cái gương phản chiếu ánh sáng, tức là nhờ có phản chiếu ánh sáng, ánh sáng từ vào mà nó phải phản chiếu lên ở phía trên này để giúp chúng ta quan sát rõ được cái vật mẫu. Số 6 đây, nó nhìn thấy đây là cái phần giá chân kính có dạng chữ V để nó giữ vững cho kính. Số 7 đây là cái ốc vặn để chúng ta chỉnh. Và số 8 đây là cái ốc to để chúng ta chỉnh cái độ lên xuống của cái vật kính này. Và số 7 này là để chúng ta chỉnh cái thân kính này. Như vậy ở phần này chúng ta có thể nêu như sau. Các cái bộ phận của kính hiển vi gồm có thứ nhất đó là thị kính. Thì thị kính chính là cái nơi mà kính để mắt vào chúng ta quan sát. Và nó có ghi cái độ phóng đại là có thể nhân 10 là gấp 10 lần. Nếu nó ghi nhân 20 là gấp 20 lần, mà ghi nhân 30 là gấp 30 lần. Tiếp theo đó là cái đĩa quay gắn các cái vật kính, thì người ta sẽ chọn được cái vật kính phù hợp với cái mức độ phóng đại mà ta muốn quan sát. Tiếp theo đó là cái vật kính thì nó sẽ tạo ra cái ảnh ảo cho phép phóng đại cái độ phóng đại của với cái phóng to, cái độ phóng đại của vật với cái độ lớn rất là cao. Tiếp theo đó là cái bàn kính là cho phép điều chỉnh độ cao của mẫu vật để lấy nét trong quá trình tạo ảnh. Tiếp theo đó là gương phản chiếu ánh sáng, thì đương nhiên là nó sẽ phản chiếu ánh sáng để vào giúp cho cái mẫu vật nó rõ hơn, chúng ta quan sát nó kỹ hơn. Tiếp theo là chân kính là nó giữ vững cho kính, rồi gồm có ốc nhỏ và ốc to. Thì trong các cái bộ phận đó thì ở đây người ta thấy là vật kính là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Vì sao nó lại quan trọng nhất? Vì đây chính là cái bộ phận tạo ra ảnh của vật với cái độ phóng đại cao và giúp chúng ta có thể nhìn rõ được vật. Còn tiếp theo đó là trình bày các cái bước sử dụng kính hiển vi, thì đương nhiên là nó cũng có sẵn các cái bước này trong sách giáo khoa, thì cô cũng nói sơ qua để cho các bạn nghe nha. Bước thứ nhất đó là chúng ta kiểm tra cái nguồn điện, cái gương phản chiếu đảm bảo kính
nó có hoạt động hay không. Ví dụ như nếu như là cái kính hiển vi mà điện tử mà bây giờ có thêm cái phần điện thì chúng ta cần kiểm tra nguồn điện, còn nếu không có thì chúng ta kiểm tra cái phần gương chiếu này. Thứ hai đó là chúng ta sẽ điều chỉnh ánh sáng bằng cái gương phản chiếu hoặc là đèn hoặc là nút điều chỉnh độ sáng của đèn. Như vậy đối với những cái mà có nguồn điện nè, tức là gắn điện, thì chúng ta điều chỉnh cái nút chỉnh độ ánh sáng của đèn. Còn nếu cái nào không có cái nguồn điện thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái gương phản chiếu để ánh sáng đi vào được nhiều nhất. Nếu dùng kính hiển vi mà có gương phản chiếu ánh sáng thì đương nhiên là chúng ta sẽ tránh cái việc ánh sáng phản chiếu trực tiếp vào gương. Như vậy thì nó cái luồng ánh sáng nó quá mạnh thì nó sẽ làm hỏng mắt hoặc là nó ló, chúng ta không có quan sát được vật. Tiếp theo đó là đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho vật mẫu nằm ở trung tâm, dùng kẹp ở giữa tiêu bản. Chúng ta kẹp hai bên để giữ cái tiêu bản cho nó được chặt. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ xoay đĩa quay đến vật kính có độ phóng đại nhỏ nhất nhằm xác định được cái vị trí của mẫu vật. Và thứ ba là chúng ta dùng cái mắt nhìn vào vật mẫu từ một phía của kính hiển vi. Tức là chúng ta nhìn bằng một mắt thôi, mắt kia thì chúng ta nhắm lại. Tay phải thì từ từ vặn ốc theo chiều kim đồng hồ vặn xuống cho đến khi vật kính gần sát với lá kính hay lục phủ cái lamen lên phía trên của tiêu bản để chúng ta quan sát cho nó dễ nhất. Cái này thì giáo viên sẽ hướng dẫn chúng ta khi mà chúng ta có cái tiêu bản sẵn. Đặt mắt vào thị kính, tay phải từ từ vặn ốc theo chiều ngược lại cho đến khi nhìn thấy rõ vật. Có nghĩa là chúng ta đặt cái vật kính lên thì chúng ta vặn cái ốc để cho cái vật kính nó nằm sát ở cái mẫu vật. Còn khi chúng ta quan sát thì chúng ta quạt ngược lại để nó từ từ lên và nó hiện rõ cái hình ra. Tay phải từ từ xoay nhẹ để điều chỉnh ốc nhỏ làm sao cho có thể nhìn thấy vật một cách rõ nhất. Thì đó là các cái bước mà sử dụng kính hiển vi. Trong cái phần này thì đương nhiên là giáo viên cũng sẽ chỉ cho chúng ta cái cách sử dụng một cách cụ thể. Sang cái bài tiếp theo là bài 6, đó là cái bài thực hành, thì giáo viên sẽ giúp chúng ta sử dụng một cách có hiệu quả trong cái việc quan sát ở tế bào vảy hành và tế bào thịt quả cà chua, thì chúng ta rõ hơn phần này. Cái bài này nó tương đối ngắn cho nên là cô kết hợp luôn với cái bài tiếp theo, đó là bài số 7, thì chúng ta quan sát luôn cái, chúng ta tìm hiểu luôn cái bài số 7 nha. Bài số 7 đó là bài cấu tạo tế bào thực vật. Thì khi tìm hiểu về cấu tạo tế bào thực vật thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm hiểu về hình dạng và kích thước của tế bào. Thì trong phần này người ta có cho chúng ta một số các hình dạng tế bào. Đây chính là cái lát cắt ngang một phần ở phần rễ cây. Đây là lát cắt ngang một phần ở thân cây. Và ở phía này là chúng ta thấy đây chính là cái lát cắt ngang một phần của lá cây. Và như vậy bây giờ quan sát ba cái hình vẽ này và chúng ta sẽ tìm ra cái điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo rễ, thân và lá. Thì ở đây chúng ta thấy là ở cả rễ, thân và lá, mặc dù nó có nhiều cái hình dạng khác nhau nhưng nó đều giống nhau, đó là đều được cấu tạo bằng gì? Từ các tế bào. Nhận xét về hình dạng của tế bào thực vật thì ở đây chúng ta thấy là tế bào nó có nhiều cái hình dạng khác nhau, mà nếu quan sát ở trong ba cái hình vẽ này mình cũng có thể nêu lên được, đúng không? Nó có dạng là hình sợi này, có dạng hình sao này, có dạng hình nhiều cạnh này, có dạng hình khối cầu này, có dạng hình lục này, vân vân. Như vậy là tế bào nó có rất là nhiều hình dạng khác nhau. Rồi ở đây người ta yêu cầu cho chúng ta một cái ví dụ về các tế bào, đó là tế bào sợi gai, tế bào tép bưởi, tế bào thịt quả cà chua, tế bào mô phân sinh ngọn. Ở đây người ta cho chúng ta chiều dài và đường kính của tế bào. Thì chiều dài đây là 550 mm, đường kính là 0,04 mm. Tế bào tép bưởi là chiều dài là 45 mm và đường kính là 5,5 mm. Tế bào thịt quả cà chua là 0,55 mm, đường kính là 0,55 mm, nó dạng hình cầu, đúng không các em? Tế bào mô phân sinh ngọn có chiều dài là 0,001 đến 0,003 mm, tức là tùy vào tế bào, có đường kính là 0,001 đến 0,003 mm. Như vậy ở đây chúng ta thấy là về kích thước á, thì đa số các tế bào nếu như mà nhìn vào này thì chúng ta thấy là nó có kích thước rất là bé, đúng không? Chúng ta phải quan sát dưới kính hiển vi điện tử thì chúng ta mới có thể quan sát được. Tuy nhiên một trừ một số loại tế bào, ví dụ tế bào sợi gai này rất là dài này, đó, chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Hoặc là tế bào tép bưởi này, tế bào tép cam này, tế bào tép chanh này, chúng ta thấy mỗi cái múi nhỏ ở bên trong của mỗi tép á, mà nó chứa nước ở bên trong, thì mỗi cái đó chính là một tế bào. Và tế bào tép bưởi chính là tế bào lớn nhất trong cái tế bào thực vật đó các em, mà chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường. Chúng ta sang cái phần 2, đó là cấu tạo của tế bào. Thì
Thì ở cái phần này á, thì bây giờ chúng ta quan sát cái hình vẽ này nha. Đấy, đây là cấu tạo của một tế bào. Thì chúng ta thấy là đây, tế bào đây, đây là cái vách ngoài cùng của nó này các em. Còn mấy cái này chính là cái vách của tế bào bên bên cạnh này, vách tế bào bên cạnh, vách tế bào bên cạnh. Và đây là vách của tế bào thực vật. Tiếp theo đây chính là gì đây? Đây, số 2 đi, cái phần viền màu đen đen đây, thì đây chính là màng sinh sinh chất. Đây chính là gì đây? Không, không bào. Đây chính là nhân tế tế bào. Cái phần lỏng này chính là chất nguyên sinh, và đặc biệt những cái hạt màu xanh xanh này người ta gọi đây chính là hạt lục lục lạc. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ trình bày những cái thành phần chính của tế bào và chức năng của nó. Thì đây chúng ta thấy thứ nhất đó là cái vách tế bào. Thì đương nhiên là nó tạo nên cái hình dạng của tế bào. Ví dụ như vách tế bào nó rất là cứng, nằm ở phía bên ngoài, cho nên khi chúng ta sờ vào cái cây, sờ vào lá chúng ta thấy nó cứng đó. Thì đó chính là nhờ vào vách tế bào, và nó tạo cho tế bào có một hình dạng nhất định. Tiếp theo đó là cái màng sinh chất, đó là cái màng mà nó bao bọc ở bên ngoài. Chúng ta thấy cái từ này là bên ngoài nha. Chất tế bào. Và chất tế bào thì đương nhiên đó chính là cái có cái chức năng đây là gì? Một cái chất keo lỏng, là nơi diễn ra những cái hoạt động sống của tế bào thì đều diễn ra ở chất tế bào. Tiếp theo đó là nhân. Thì nhân của tế bào thì nó sẽ điều khiển mọi cái hoạt động sống của tế bào. Cái không bào thì nó sẽ chứa dịch tế bào, và lục lạp thì đương nhiên là nó chứa chất diệp diệp lục, tham gia vào cái quá trình quang hợp mà chúng ta đã tìm hiểu qua chương trình khoa học tự nhiên ở cấp tiểu học đó các em. Thì sang cái bài quang hợp thì chúng ta sẽ học kỹ hơn về cái phần này. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần 3, đó chính là cái phần mô. Như vậy bây giờ chúng ta thấy là cấu tạo và hình dạng các tế bào ở cùng một mô và ở các loại mô khác nhau thì nó như thế nào. Thì ở đây người ta khẳng định là gì đây? Các tế bào ở cùng một loại mô á thì nó giống nhau, còn các tế bào ở những loại mô khác nhau thì đương nhiên là nó khác nhau. Như vậy đây chúng ta có thể đi đến cái khái niệm mô là gì. Như vậy đây mô chính là gì? Là một nhóm mà bao gồm các tế bào có hình dạng và cấu tạo giống nhau, và đương nhiên nó sẽ thực hiện một cái chức năng riêng ở trong cơ thể. Bây giờ chúng ta trả lời các cái câu hỏi và bài tập ở phía sau sách giáo khoa nha. Câu thứ nhất đó là tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy là dựa vào số đo và hình dạng của tế bào thì chúng ta có thể nhận thấy được đó là gì? Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng rất là đa dạng. Tùy vào loại tế bào, vị trí của chúng ở trong cơ quan và cơ thể mà chúng có thể có kích thước và hình dạng là khác nhau. Tế bào thực vật bao gồm những thành phần chủ yếu nào thì chúng ta nêu ra thôi, đúng không? Thứ nhất đó là gì? Vách tế bào. Đặc biệt vách tế bào này chỉ có thực vật thôi, nó quy định và duy trì được cái hình dạng của tế bào. Tiếp theo đó là màng sinh chất, là nó bao bọc bên ngoài của chất tế bào. Và thứ ba đó là chất tế bào, là dạng keo lỏng bên trong có chứa nhiều cái bào quang như lục lạp, không bào. Và cuối cùng là nhân, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Câu cuối cùng đó là mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật. Thì đây chúng ta thấy là mô là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và nó cùng thực hiện một cái chức năng riêng. Thì người ta gọi đó là mô. Và trong tế bào thực vật thì có nhiều loại mô khác nhau, như là mô nâng đỡ này, chủ yếu ở thân và cành này. Mô phân sinh ngọn này, chủ yếu nằm ở ngọn cây này. Mô mềm này, chúng ta thấy có phần ở phần lá là chủ yếu này, đúng chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài 5 và bài 7 của chương trình sinh học 6. Có chỗ nào cần thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía dưới thì cô sẽ giải đáp cho các em. Các bạn nhớ like và share cái bài giảng của cô đến những bạn khác để chúng ta cùng học nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.